Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga đang mạo hiểm khi dồn dập mở các đợt tấn công lớn vào Kharkov ở đông bắc Ukraine. Theo quan điểm của các nhà quan sát phương Tây, Nga có thể đang thực hiện những bước đi mạo hiểm bằng cách mở một cuộc tấn công lớn vào Kharkov nằm ở đông bắc Ukraine. Các quan chức địa phương tại Kharkov báo cáo rằng Nga đã tăng cường pháo kích và các cuộc tấn công, đặc biệt là tại thành phố biên giới Vovchanh, phía đông bắc của Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi đã chịu đựng các cuộc tập kích dữ dội trong những tuần gần đây. ISW đánh giá rằng Nga đang tiến hành tấn công vào Kharkov với lực lượng hạn chế và coi đây là một quyết định liều lĩnh. Tình hình tấn công của Nga ở phía bắc Kharkov cho thấy rằng việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine không thay đổi được quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc là Moscow đã khởi động cuộc tấn công ở Kharkov mà không xem xét đến việc vũ khí của phương Tây sẽ được chuyển giao cho Kiev, theo ISW. Theo đánh giá của ISW, Nga hiện đang thiếu quân số để tấn công hoặc bao vây thành phố Kharkov, mặc dù họ đang đạt được một số lợi thế chiến thuật quan trọng ở khu vực lân cận. Tổ chức này cũng chỉ ra rằng các cuộc tấn công của Nga cho đến nay đã sử dụng nguồn lực chiến đấu có hạn. Hơn nữa, ISW nhận định rằng quân đội Nga có thể sẽ gặp khó khăn trong việc chiếm giữ thành phố Kharkov nếu họ cố gắng làm như vậy. Nỗ lực này đòi hỏi họ phải di chuyển qua một khoảng cách lớn trên địa hình rộng mở. Điều này có thể làm lực lượng của Nga đối mặt với nguy cơ bị Ukraine phản công và chịu tổn thất nặng. Khi Ukraine nhận được thêm đạn pháo và tên lửa từ Mỹ, khả năng của Nga trong việc kiểm soát các khu vực mới chiếm được ở Kharkov sẽ càng trở nên khó khăn hơn, theo nhận định của ISW. Nếu có thêm vũ khí, Ukraine có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng Nga đang tấn công vào Kharkov. Khói lửa xung đột Nga-Ukraine tiếp tục lan rộng đến bán đảo Crimea khi lực lượng không quân Ukraine tuyên bố tiến hành cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Nga. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Michuk đã đăng một video cho thấy khói lửa bốc lên từ vụ nổ gần thành phố Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga. Ông cũng chia sẻ bức ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó nói rằng một căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Zaporizhia đã bị tấn công. Mikhail Zadvorayer, thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, mô tả vụ tấn công có quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây. Ông viết trên Telegram rằng một người đã phải nhập viện sau khi mảnh đạn rơi trúng một ngôi nhà. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết 36 máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trên không phận bán đảo Crimea trong ngày 5 tháng 1. Một UAV của Ukraine cũng bị lực lượng Nga đánh chặn trên không phận thành phố Krasnodar, thuộc vùng Krasnodar Krai, miền Nam Nga. Các vụ tập kích trên là một trong chuỗi những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Sevastopol, nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen Nga, và bán đảo Crimea gần đây. Sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi, hạm đội Biển Đen được cho là lực lượng quan trọng trong các chiến dịch tập kích của Nga từ Biển Đen vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố một trong những trọng tâm của quân đội nước này trong năm 2024 là cô lập lực lượng Nga ở Crimea. Moscow cho rằng việc Ukraine tăng tần suất tấn công Crimea và các mục tiêu trong lãnh thổ của Nga cho thấy Kiev đang tuyệt vọng với cuộc phản công trì trệ không có đột phá. Không khó để nhận ra một trong những vấn đề cốt lõi dẫn tới cuộc xung đột quân sự hiện nay giữa Nga và Ukraine là Crimea. Bán đảo này có vị trí vô cùng đặc biệt bởi bất kỳ bên nào kiểm soát đều sở hữu khả năng khống chế Biển Đen và Biển Azov, kèm theo đó là nguồn tài nguyên dồi dào. Thế nên, ngay từ năm 2014, khi Nga bất ngờ sáp nhập Crimea, Ukraine cùng Mỹ và phương Tây luôn tìm cách giành lại vùng đất chiến lược. Crimea bao giờ cũng được ưu tiên hàng đầu trên bàn cờ địa chính trị tại châu Âu. Trong mọi tuyên bố của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt một trong những yêu cầu tiên quyết là giành lại quyền kiểm soát bán đảo. Các tuyên bố và hành động của Mỹ về việc hỗ trợ quân sự cho Kiev cũng đặt trọng tâm tương tự. Do vậy, việc Ukraine tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn ở miền Đông và miền Nam, đồng thời tấn công liên tục vào Crimea không có gì đáng ngạc nhiên. Theo giới chuyên gia, mục tiêu của Ukraine là từng bước làm suy yếu phòng thủ của Nga ở Crimea, cô lập Crimea với các lực lượng Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Zaporizhia của Ukraine, ông Oleksandr Tarnavskyi nhận định việc làm xáo trộn các lực lượng của đối phương bằng cách phá hủy các trung tâm chỉ huy cấp cao sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trên chiến trường. Một trung tâm chỉ huy bị phá hủy tức là một mắt xích chỉ huy bị phá hủy, và không có nó thì sẽ không có sự phối hợp hành động. Crimea đóng vai trò quan trọng đặc biệt bởi đây là nơi tập trung số lượng lớn phương tiện quân sự của Nga. Ông Tarnavskyi cho rằng, việc tấn công vào các sở chỉ huy của hạm đội Biển Đen sẽ giúp ích cho Ukraine và cho Ukraine hy vọng về tương lai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, bất kỳ nỗ lực nào của quân đội Ukraine nhằm xâm phạm Crimea bằng vũ lực sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn của Nga. Tôi muốn nhắc nhở tất cả các phần tử cực đoan ở Kiev rằng vấn đề Crimea đã khép lại khi người dân nơi đây đưa ra lựa chọn vào năm 2014 và biết rõ điều gì đang chờ đợi họ. Bà Zakharova khẳng định, ý nói đến cuộc trưng cầu dân Ý về việc sáp nhập bán đảo này vào Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, Moscow sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả hạt nhân, trong trường hợp Crimea bị tấn công. Điện Kremlin thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấp quốc tịch Nga cho người nước ngoài đăng ký phục vụ trong quân đội nước này. Đài RT đưa tin, theo sắc lệnh, thành viên gia đình của những người nước ngoài này cũng sẽ có quyền nhập quốc tịch Nga. Ngoài ra, chính phủ Nga cũng sẽ áp dụng các quy tắc nhập tịch được đơn giản hóa đối với người nước ngoài bị sa thải khỏi nghĩa vụ quân sự trong thời gian chiến đấu vì lý do sức khỏe, độ tuổi hoặc hết hạn hợp đồng. Đơn xin cấp chứng minh thư Nga đối với người nước ngoài sẽ được xem xét trong vòng 1 tháng sau khi các giấy tờ liên quan được nộp cho Bộ Nội vụ Nga. Thời hạn này có thể kéo dài đến 3 tháng trong trường hợp cần xác minh thêm một số dữ liệu. Theo ông Alexander Kinstein, người đứng đầu Ủy ban Chính sách Thông tin Hạ viện Nga, động thái này có thể giúp giải quyết vấn đề dẫn độ những người nước ngoài tham gia chiến đấu cho Nga sang các nước khác. Ông Kinstein viết trên Telegram cá nhân, bây giờ, vấn đề dẫn độ các cựu chiến binh tham gia hoạt động quân sự sang các quốc gia khác, nơi họ bị trừng phạt như lính đánh thuê, được giải quyết. Nga không dẫn độ công dân của mình. Cuộc xung đột Nga-Ukraine từ tháng 2 năm 2022 đã kéo dài được gần 2 năm. Cuộc chiến ban đầu được dự đoán sẽ kết thúc nhanh chóng, chỉ trong 1 tháng, do sự chênh lệch về quân sự giữa Nga và Ukraine rất lớn. Tuy nhiên, do Mỹ và các nước phương Tây nhảy vào hỗ trợ vũ khí cùng các thiết bị quân sự cho Ukraine, Nga-Ukraine dần thu hẹp khoảng cách và tình thế trở nên tiến thoái lưỡng nan vì chưa bên nào giành được chiến thắng. Sau 2 năm, cuộc chiến kéo dài, phương Tây gần đây đã bắt đầu giảm dần viện trợ vũ khí cho Ukraine. Tại sao các nước này lại bất ngờ thay đổi kế hoạch viện trợ? Liệu hành động này có làm Ukraine thất thế trên chiến trường với Nga? Và Ukraine có kế hoạch nào khác để đối phó với kho vũ khí trống rỗng không? Bộ Quốc phòng Nga ước tính rằng Ukraine đã nhận tổng viện trợ nước ngoài trị giá hơn 203 tỷ đô la kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Ngày 4 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố số liệu thống kê ước tính về viện trợ nước ngoài mà Ukraine nhận được trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo đài RT, theo Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 54 quốc gia cung cấp các khoản viện trợ trị giá hơn 203 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga cũng ước tính quân đội Ukraine được viện trợ hơn 1.600 thiết bị tên lửa và pháo binh, hơn 200 hệ thống phòng không, khoảng 5.220 xe tăng và xe bọc thép, cùng hơn 23.000 máy bay không người lái UAV. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga ước tính khoảng 13.500 lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine để hỗ trợ Kiev. Trong đó có khoảng 8.500 người châu Âu và hơn 2.700 người từ Bắc và Nam Mỹ. Số còn lại đến từ châu Á và châu Phi. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện có hơn 1.900 người nước ngoài nằm trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng ước tính có hơn 500 tàu vũ trụ của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, bao gồm 70 vệ tinh giám sát quân sự và vệ tinh thương mại, nhưng có mục đích sử dụng kép, đang phục vụ nhu cầu của Kiev. Ukraine cũng nhận được hơn 20.000 thiết bị đầu cuối Starlink từ công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk, theo Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, viện trợ nước ngoài cho Kiev đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây, theo RT. Các quan chức Nga cảnh báo rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội Ukraine chỉ làm gia tăng nguy cơ kéo dài cuộc chiến và không làm thay đổi mục tiêu kết quả cuộc xung đột. Ukraine và các nước phương Tây chưa lên tiếng về các thông tin và số liệu do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Tại Mỹ, các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối gói hỗ trợ 60 tỷ đô la cho Ukraine mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất. Theo đài CNN hôm 3 tháng 1, Ngoại trưởng Ukraine ông Dmitry Kuleba nói rằng chính quyền Kiev không có kế hoạch B nếu viện trợ của Mỹ không đến kịp. Trong khi đó, Hungary đã phủ quyết gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương với 55 tỷ đô la, trong vòng 4 năm cho Ukraine, theo kế hoạch của Liên minh châu Âu EU. Chiến sự Nga-Ukraine vẫn đang nóng ran khắp hai miền đông nam Ukraine. Theo kênh Riba, trên hướng Staroben, quân Nga chính thức tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến Kupiansk-Liman. Đội hình Ukraine căng mình chống đỡ. Tại Kupiansk, các mũi xung kích của Nga tiến hành tấn công lớn vào loạt vị trí của đối phương trong khu vực Sinkovka. Và tại Liman, các binh sĩ Nga đang xông lên chiếm lĩnh các trận địa Ukraine ở Torskoye và khu lâm nghiệp Serebryansky. Trong khi đó, gần Svatovo, lực lượng Moscow đã phần nào mở rộng được vùng kiểm soát ở khu vực Kamyazinovka. Kênh Ryadovka cũng xác nhận, tại khu vực Kupiansk, Nga chính thức mở cuộc phản công, các mũi xung kích đang xâm nhập Sinkovka. Lực lượng Kiev phòng ngự chủ động, liên tiếp phản kích ở Torsky và trong khu lâm nghiệp Serebryansky, tuy nhiên không thành công. Cùng lúc này xuất hiện đoạn phim quay cảnh UAV Nga tấn công một số xe tăng Leopard 2A5 ở phía đông làng Teni theo hướng Stavoto. Rõ ràng, những chiếc xe tăng này cũng trúng phải bãi mình và bị kíp chiến đấu bỏ rơi. Sau đó, UAV Lancet đã hoàn thành việc cách liễu những chiếc xe. Tuy nhiên, khoang chiến đấu đã bị phá hủy, dù dường như lớp giáp của Leopard vẫn chưa bị xuyên thủng bởi bề ngoài chúng còn khá nguyên vẹn. Trong những tháng gần đây, loại xe tăng hiện đại này ngày càng tham chiến nhiều nơi ở khu vực gần Kremenaya. Hồi tháng 9, Nga đã hạ gục những chiếc Leopard đầu tiên ở phía nam Stemakhovka. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa và UAV có độ chính xác cao tập kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở thủ đô Kiev. Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và UAV tập kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở thủ đô Kiev và vùng ngoại ô, nơi sản xuất tên lửa và UAV cũng như sửa chữa khí tài cho quân đội Ukraine. Đây cũng là nơi chứa tên lửa, đạn dược và vũ khí mà các nước phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev. Tất cả mục tiêu đều bị bắn trúng. Ukraine cũng có những đòn phản kích lại các đợt tấn công của Nga. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, Nga, ông Vyacheslav Gladkov cho biết, các lực lượng Ukraine ồ ạt oanh tạc tỉnh này khiến một người thiệt mạng và 11 người bị thương. Đòn đánh của Ukraine còn khiến 53 ngôi nhà, 6 căn hộ chung cư, 7 cơ sở kinh doanh, 37 ô tô và một xe buýt bị hư hại nặng nề. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 9 mục tiêu trên không tiếp cận Belgorod. Kênh Riba đưa tin, lực lượng Moscow tiếp tục giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trước đó ở khu vực Bakhmut, đồng thời cũng đang phát triển cuộc tấn công nhằm bao vây Chasiv Yar. Họ đang dọn sạch lãnh thổ của một sân bay bỏ hoang ở ngoại ô Krasnoe và đẩy lùi các vị trí của Kiev ra xa khỏi Bodanovka. Trong khi đó, gần Kuryumovka, Nga đã phần nào mở rộng được vùng kiểm soát trong khu vực tuyến đường sắt. Kênh Rvvkori cho biết lực lượng Moscow đang chiến đấu trên đường tiếp cận Chasiv Yar tiến từ Bakhmut hay còn gọi là Artyomovsk, lần lượt chọc thủng các tuyến phòng thủ của đối phương ở sườn Bắc. Mũi thọc sâu đang tiến dọc theo đường cao tốc Bakhmut Chasiv Yar, đánh chiếm một số cứ điểm và rừng cây của đối phương. Các đơn vị của nhóm lực lượng phía nam của Nga tấn công gần Kuryumovka, tiến về phía bắc ngôi làng và đẩy lực lượng Kiev lùi lại về phía sau tuyến đường sắt. Trong tình trạng xung đột hiện nay, Ukraine đã không ít lần bày tỏ rất cần sự trợ giúp từ các đồng minh phương Tây. Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp ra tuyên bố lên án làn sóng tấn công lớn bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào Ukraine, cam kết sẽ hỗ trợ khả năng phục hồi của Ukraine. Tương lai, tuyên bố còn cho biết, Pháp sẽ liên tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác để tăng cường khả năng phục hồi của Ukraine và cung cấp cho Ukraine viện trợ cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ chính đáng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Cameron đã thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine. Theo Ukrinform, hai ngoại trưởng thảo luận về những nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm giúp Ukraine tự vệ trước sự tấn công của Nga, song không cho biết thêm chi tiết về nội dung cuộc thảo luận. Trước đó, cùng ngày, theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã điện đàm để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tập trung vào phòng không và năng lực tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong tình trạng xung đột Nga-Ukraine rơi vào bế tắc, suốt một thời gian dài, Ukraine được cho là đã bất ngờ đổi chiến thuật. Thay vì cố gắng chiếm lấy các cứ điểm tranh chấp đã lâu, Ukraine dường như đã chuyển sang tấn công vào các tuyến đường sắt xương sống của Nga. Nga vừa công bố một bức ảnh cho thấy hình ảnh đoàn tàu trật bánh ở vùng Ryazan, Nga. Chính quyền Nga cho biết vụ việc do một thiết bị nổ gây ra. Theo phía Nga, một số đối tượng đã đặt 4 khối chất nổ lên đoàn tàu chở nhiên liệu máy bay và dầu diesel của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 4.800 km. Sau vụ nổ trên, các quan chức tình báo Ukraine lên tiếng bình luận rằng điều thậm chí còn quan trọng hơn việc phá hủy đoàn tàu là thời điểm xảy ra vụ nổ. Đoàn tàu đã nổ tung khi 50 toa tàu đang di chuyển qua đường hầm dài hơn 14 km, xuyên qua dãy núi Severomorskiy. Đây cũng là hầm đường sắt dài nhất ở Nga. Truyền thông Nga đã chiếu hình ảnh ngọn lửa xé toạc đường hầm và sau đó đám lửa cháy xung quanh lối vào đường hầm. Theo The New York Times, Ukraine hy vọng có thể phá hủy một tuyến đường quan trọng mà Kiev cho là được sử dụng để vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên tới Nga, vào thời điểm các lực lượng Ukraine ở chiến trường đang vật lộn để ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Nga. Các đoàn tàu có thể được thay thế và đường ray có thể được sửa chữa nhanh chóng. Tuy nhiên, thiệt hại nghiêm trọng đối với đường hầm vốn phải mất hàng thập niên để xây dựng này không dễ khắc phục. Vụ nổ thứ hai trên tuyến đường sắt thay thế gần đó xảy ra trong vòng 48 giờ, kết hợp với các hành động phá hoại khác ở Nga và phía sau phòng tuyến của Nga ở Ukraine. Giới quan sát đánh giá, các vụ nổ báo hiệu việc Kiev ngày càng triển khai các chiến thuật bất thường để hỗ trợ các lực lượng phòng vệ cho các cuộc tấn công tăng cường của Nga. Chiến thuật du kích bao gồm các hoạt động phá hoại, đột kích, làm nổ tung các kho đạn dược, đường ống dẫn dầu và đường sắt ngày càng trở nên quan trọng hơn khi hai bên không đạt được những bước tiến đáng kể trên chiến trường. Các cuộc tấn công trước đó nhắm vào các tuyến đường sắt bên ngoài dãy núi Ural, một rào cản tự nhiên giữ an toàn cho phần lớn cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Nga. Trước các cuộc tấn công của đối thủ đã cho thấy phần nào chiến thuật du kích của Ukraine và cách chúng có thể gây ra các tác động to lớn. Mặc dù các quan chức Ukraine thường ít khi công khai lên tiếng về các hoạt động tấn công trong lãnh thổ Nga, nhưng lần này rất có thể họ muốn Điện Kremlin biết ai đứng đằng sau các vụ tấn công. Trả lời phỏng vấn Ukrinform vào hôm 11 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov cho biết, Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch 1 triệu UAV trong năm 2024. Theo ông Umerov, đây là lần đầu tiên Ukraine vạch ra kế hoạch mua UAV một cách rõ ràng. Số UAV trên sẽ phục vụ mục đích tuần tra giám sát và hỗ trợ các hoạt động tác chiến cho Ukraine. Ông Umerov cho biết, Ukraine đã đặt mua lô UAV đầu tiên từ các đối tác phương Tây nhưng không tiết lộ cụ thể từ nước nào và số lượng bao nhiêu. Trong khi đó, chia sẻ về kế hoạch năm 2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố dõng dạc rằng Nga sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ từ năng lực sản xuất nội địa của Ukraine. Phát biểu mừng năm mới 2024, ông Zelensky khẳng định đất nước và con người Ukraine đã trở nên mạnh mẽ. Ông Zelensky nói, vũ khí, thiết bị, pháo binh, đạn pháo, máy bay không người lái UAV và các hải quân của chúng tôi sẽ chào Nga. Tại một cuộc phỏng vấn với The Economist, ông Zelensky cho biết Ukraine đã đạt được thành quả lớn với việc phá vỡ phong tỏa của Nga ở Biển Đen, khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc thông qua hành lang vận chuyển mới dọc vùng duyên hải phía Nam. Ông tiết lộ trong năm 2024, trọng tâm của Ukraine sẽ là Crimea và Biển Đen. Gần 2 năm trôi qua, xung đột Nga-Ukraine vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong tình hình Ukraine đang thất thế tại nhiều vị trí quan trọng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục lên tiếng trấn an các đồng minh, những nhà tài trợ đã đồng hành với Kiev trong suốt thời gian qua. Phát biểu trong cuộc họp báo cuối năm, ông Zelensky cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng phương Tây sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến, nhưng nói thêm rằng Kiev sẽ không thua ngay cả khi sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế suy giảm. Ông Zelensky nói, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bị các đối tác rời bỏ. Tôi tin tưởng rằng Mỹ sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Dù Ukraine rất tin tưởng và bày tỏ nhiều kỳ vọng về phía Mỹ, nhưng Thượng viện Hoa Kỳ vừa đưa ra một thông tin có lẽ không được vui lắm đối với Ukraine. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa cho biết Washington sẽ không thể phê duyệt viện trợ mới cho Ukraine trước cuối năm nay. Trong lúc các nhà đàm phán giải quyết những vấn đề còn lại, các thượng nghị sĩ hy vọng rằng những nỗ lực ấy sẽ cho phép Thượng viện hành động nhanh chóng vào đầu năm mới. Như vậy, các cuộc đàm phán về viện trợ cho Ukraine sẽ phải tiến hành vào tháng 1 sau kỳ nghỉ lễ. Theo Lầu Năm Góc, chính quyền ông Biden đã chi 43,9 tỷ USD để hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Mỹ còn khoảng 5 tỷ USD để gửi tới Ukraine trước khi hết tiền. Theo thông tin NBC News thu thập được, NBC News hồi tháng 11 dẫn dự đoán một số quan chức phương Tây rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chờ đợi phương Tây ra tín hiệu đàm phán trước hoặc tiếp tục chiến đấu cho đến khi Mỹ và các đồng minh không còn khả năng viện trợ cho Ukraine hoặc việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev trở nên quá tốn kém. Cảnh báo không kích lại một lần nữa vang khắp Ukraine do mối đe dọa tấn công bằng tên lửa của Nga vào rạng sáng mùng 2 tháng 1. Không quân Ukraine xác nhận mối đe dọa về việc máy bay Tu-95MS của Nga phóng tên lửa hành trình vào Ukraine với 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga được phát hiện trên bầu trời. Theo trang tin Pravda, cảnh báo không kích ban đầu được đưa ra ở miền nam Ukraine, một số tỉnh miền Trung và thành phố Kiev. Đến 6 giờ 23 phút, cảnh báo không kích được đưa ra ở các khu vực còn lại của Ukraine. Không quân Ukraine cũng cho biết, Nga đã phóng 35 máy bay không người lái UAV Shahed vào Ukraine vào đêm mùng 1 tháng 1, rạng sáng mùng 2 tháng 1. Ukraine tuyên bố lực lượng không quân nước này và các lực lượng phòng vệ khác đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái của Nga. Chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết các vụ nổ đã xảy ra ở thành phố Kiev trong một cuộc không kích của Nga. Không quân Ukraine sau đó nói thêm rằng một số lượng lớn tên lửa đang tiến về phía Kiev. Các hệ thống phòng không của Ukraine đã được kích hoạt để đáp trả. Lực lượng không quân Ukraine yêu cầu người dân Kiev ở trong nơi trú ẩn cho đến khi có thông báo rõ ràng. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp của Ukraine đã được triển khai. Tại Bakhmut, Nga đã chiếm giữ một số vị trí của đối phương ở ngoại vi phía tây Bogdanovka. Phòng tuyến sụp đổ, quân Kiev vội vàng rút lui. Lực lượng Moscow đã vượt qua ngôi làng tiến về phía đông. Chasiv Yar nằm ngay sau Bogdanovka và rất có thể các trận chiến giành thành phố này sẽ bắt đầu trong thời gian sắp tới. Kênh Redovka News cũng xác nhận lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí của Ukraine trong khu vực làng Bogdanovka. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra gần Klechivka và Andriivka. Trong khi đó, kênh Suriya Maps đưa tin, ở Nam Bakhmut, trong 5 ngày qua, quân đội Nga đã chiếm lại hoàn toàn đoạn đường sắt giữa Andriivka và Yelenopilia. Theo hướng Zaporizhia, quân Nga đang tiến về phía tây Vebovoy, đồng thời cũng giành hết các vị trí bị Ukraine bỏ lại sau khi rút lui ở phía đông Novoprokopovka trên hướng Donetsk, phía nam Marinka. Binh sĩ Nga đã chiếm được một số thành trì của đối phương ở ngoại ô phía nam Novomikhailovka. Mặc dù Nga sử dụng pháo phản lực, nhiệt áp hạng nặng, không quân và pháo binh tập kích dữ dội, nhưng Ukraine vẫn cố giữ chặt Novomikhailovka, bất chấp tổn thất về nhân sự. Trên kênh Redovka News đưa tin, trong khu vực Kupiansk, các trận chiến giành Sinkovka vẫn chưa dừng lại. Quân đội Nga tấn công vào khu vực Tenov, giao tranh tiếp diễn trong khu lâm nghiệp Serebryansky. Trong khi Ukraine đang nguy cấp, các đồng minh phương Tây sát cánh cùng Kiev từ đầu cuộc xung đột lại đang có những biểu hiện của sự lạnh nhạt thờ ơ. Tại một cuộc phỏng vấn với The Economist, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng phương Tây đã mất đi cảm giác cấp bách về cuộc xung đột ở Ukraine và nhiều người Ukraine đã mất đi cảm giác về mối đe dọa hiện hữu. Theo Economist, ông Zelensky cảm thấy khó chịu trước sự do dự của một số đồng minh cũng như sự xa cách của một số đồng bào của ông. Ông lưu ý rằng bằng cách hỗ trợ Ukraine, châu Âu đang tự bảo vệ mình khỏi sự đe dọa của Nga. Về đề xuất đàm phán, ông Zelensky nói rằng ông không thấy bất kỳ bước cơ bản nào hướng tới hòa bình từ phía Nga, nhưng ông và người Ukraine cảm nhận được một loạt các cuộc không kích nhằm vào các thành phố của Ukraine ở phía đông, phía nam, phía bắc và phía tây. Theo ông Zelensky, nếu Nga gửi tín hiệu về mong muốn đóng băng xung đột như một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, thì lý do là Nga không có đủ tên lửa, đạn dược hoặc quân đội đã được huấn luyện. Ngược lại, ông Zelensky cho biết, Ukraine đã đạt được thành quả lớn với việc phá vỡ phong tỏa của Nga ở Biển Đen, khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc thông qua hành lang vận chuyển mới dọc vùng duyên hải phía Nam. Ông tiết lộ trong năm 2024, trọng tâm của Ukraine sẽ là Crimea và Biển Đen. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng nhiệm vụ trước mắt của quân đội Ukraine là cuộc chiến trên bộ nhằm bảo vệ miền Đông, bảo vệ các thành phố trọng yếu ở cả miền Đông và miền Nam như Kharkov, Dnipro, Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv và bảo vệ hạ tầng quan trọng. Ông Zelensky nói rằng mọi thành công phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Ông hối thúc các đồng minh, đối tác tiếp tục hỗ trợ Ukraine bởi vì nếu Kiev thua, Nga có thể mở rộng đà tiến công đến các nước khác trong khu vực. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây đang gặp trở ngại, Ukraine cần nỗ lực nhiều hơn để thuyết phục thế giới rằng bảo vệ Ukraine có nghĩa là bảo vệ thế giới. Theo đài Russia Today, Ukraine vừa thực hiện một cuộc tấn công với quy mô lớn chưa từng có nhằm vào thành phố biên giới Belgorod, tỉnh Belgorod, Tây Nam nước Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 đã tấn công tên lửa vào thành phố Belgorod, khiến 25 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Ông gọi hành động đó là khủng bố và tuyên bố sẽ bắt phía Kiev trả giá đắt. Ông Putin nói, Ukraine sử dụng vũ khí gây sát thương diện rộng tấn công các điểm dân cư của Nga nhằm mục đích gây bất ổn và đe dọa người dân nước Nga. Nước Nga sẽ không bao giờ bỏ qua những tội ác này. Chúng tôi sẽ trả đũa bằng cách tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine, chứ không tấn công bừa bãi vào dân thường như những gì mà lực lượng Kiev đã làm. Theo đài Russia Today, thành phố Belgorod đã hứng đợt tấn công chưa từng có bằng pháo, tên lửa, máy bay không người lái UAV vào hôm 30 tháng 12 năm 2023, thời điểm người dân đang nô nức đón mừng năm mới. Phía Moscow cho rằng vụ tấn công là do đích thân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh. Trong khi đó, phía Ukraine bác bỏ cáo buộc trên của Nga, khẳng định quân đội Ukraine chỉ nhắm mục tiêu quân sự của Nga. Ukraine cũng cho rằng cuộc tấn công là một hành động khiêu khích của Moscow nhằm mục đích đổ lỗi cho Kiev và biện minh cho các cuộc tấn công tiếp theo của họ. Trả lời phỏng vấn tại Moscow hôm 1 tháng 1, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông tin rằng Moscow sẽ giành chiến thắng trong chiến sự Nga-Ukraine. Ông còn nhận định rằng sau thất bại từ cuộc phản công mùa hè, cục diện chiến trường đang nghiêng về phía quân Nga. Tổng thống Nga nhấn mạnh thêm, Moscow sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, nhưng chỉ khi Ukraine đáp ứng các điều kiện của Nga. Tổng thống Putin cho rằng tình hình chiến trường đang thay đổi bất chấp mọi viện trợ mà Kiev nhận được từ phương Tây. Ông khẳng định, Nga sản xuất hiệu quả hơn toàn bộ phương Tây về mặt quân sự với sản lượng khí tài của Nga sẽ còn tăng hơn nữa. Theo ước tính mới nhất của Nga, hơn 380.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột. Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề về trang thiết bị, với ước tính khoảng 14.000 xe tăng và các xe bọc thép khác bị phá hủy. Moscow cho biết gần 160.000 quân Ukraine thiệt mạng trong một cuộc phản công do Kiev phát động vào đầu tháng 6 năm ngoái. Khoảng một năm trước, Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhưng muốn tránh tổn thất nặng nề. Điện Kremlin sau đó lên tiếng giải thích rằng tuyên bố của Tổng thống Putin về mong muốn nhanh chóng chấm dứt chiến sự ở Ukraine không có nghĩa là đề cập đến triển vọng đàm phán, mà là triển vọng đạt được các mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sáp nhập vào Nga vào hồi tháng 10 năm ngoái và bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014. Tổng thống Putin tuyên bố Ukraine sẽ phải hủy bỏ sắc lệnh loại trừ các cuộc đàm phán với Nga nếu muốn có bất kỳ triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột nào. Những tuyên bố của ông Putin có vẻ như đã ngay lập tức được chuyển thành hành động chứ không phải chỉ là một lời cảnh cáo. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 1 tháng 1, quân Nga đã liên tục không kích mạnh vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư với 3 lần tấn công tên lửa, 81 lần không kích và 37 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS. Đêm 1 tháng 1, quân Nga điều 10 máy bay không người lái UAV Shahed 136-131 không kích các đơn vị Ukraine. Trong số đó, lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 9 chiếc. Theo Bộ Tổng tham mưu, Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua chứng kiến 56 cuộc đụng độ khắp chiến tuyến. Các cuộc tấn công gây nhiều thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cập nhật. Trong ngày 1 tháng 1, lực lượng tên lửa pháo binh Ukraine tấn công 13 đơn vị tập kết quân sự, 3 kho đạn dược và một trạm chỉ huy của đối phương. Trong khi đó, các đơn vị phòng không Kiev đánh chặn một tên lửa hành trình Kh-59 và đánh trúng 3 hệ thống phòng không của Nga. Đánh giá cục diện chiến sự Nga-Ukraine, Bộ Tổng tham mưu cho biết tình hình mặt trận hai miền Đông Nam vẫn rất căng thẳng. Ở miền Đông, quân Nga dùng pháo binh, súng cối và UAV tấn công các đơn vị Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua, quân Ukraine đã đẩy lùi 38 cuộc tấn công của quân Nga tại các địa phương trên. Tại các tỉnh miền Nam, quân Nga dội pháo không kích hơn 40 khu định cư tại các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Trong đó, tại Kherson, quân Nga tiến hành 18 cuộc tấn công nhằm đẩy lùi quân Ukraine khỏi các đơn vị tả ngạn sông Dnipro, nhưng không thành công. Ngược lại, phía Ukraine phòng thủ vững chắc và gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Đánh giá tình hình chiến sự Nga-Ukraine, Tư lệnh nhóm chiến lược và tác chiến miền Nam, tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết, tháng 12 năm ngoái là giai đoạn tác chiến đầy thử thách đối với quân Ukraine. Ông Tarnavskyi nói, tháng 12 năm 2023 là thời điểm khó khăn nhất đối với quân Ukraine vì đối phương đã dùng nhiều vũ khí hiện đại, tăng cường số lượng và quy mô tấn công tại hầu hết các mặt trận. Dù chịu tổn thất đáng kể, lực lượng Kiev vẫn tiến lên. Trước tình hình khó khăn nói trên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Rustem Umerov, tiết lộ Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch mua 1 triệu UAV trong năm 2024. Theo ông Umerov, đây là lần đầu tiên Ukraine vạch ra kế hoạch mua UAV một cách rõ ràng. Số UAV trên sẽ phục vụ mục đích tuần tra, giám sát và hỗ trợ các hoạt động tác chiến cho Ukraine. Ông Umerov cho biết, Ukraine đã đặt mua lô UAV đầu tiên từ các đối tác phương Tây, nhưng không tiết lộ cụ thể từ nước nào và số lượng bao nhiêu. Nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine, điều đó sẽ tạo nên những thay đổi căn bản ở châu Âu cũng như sự dịch chuyển lớn trong quan hệ giữa các nước lớn. Đây là những nhận định được nhiều nhà phân tích đưa ra ngay từ đầu cuộc xung đột. Nếu Nga đạt được mục tiêu chính trị của mình tại Ukraine bằng phương tiện quân sự, châu Âu sẽ không còn là châu Âu trước chiến tranh nữa. Không chỉ về vị thế dẫn đầu của Mỹ ở châu Âu được định nghĩa lại, mà bất kỳ đánh giá nào cho rằng EU hoặc NATO có thể đảm bảo hòa bình cho châu lục đều sẽ chỉ còn là quá khứ. Thay vào đó, an ninh ở châu Âu sẽ bị giảm xuống, chỉ còn để bảo vệ các thành viên chủ chốt trong EU và NATO. Những nước bên ngoài nhóm này đều sẽ phải tự lực cánh sinh, ngoại trừ Phần Lan và Thụy Điển. Đây không nhất thiết là một quyết định chủ động chấm dứt các chính sách mở rộng hoặc liên kết, nhưng nó sẽ là một chính sách dựa trên thực tế. Trước sự bao vây của Nga, EU và NATO không còn đủ năng lực để đưa ra các chính sách đầy tham vọng vượt ngoài biên giới của họ. Phương Tây dự đoán, ảnh hưởng của Nga ở Ukraine sẽ mở ra một khu vực bất ổn rộng lớn từ Estonia tới Ba Lan, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Chừng nào còn kéo dài thì chừng đó sự hiện diện của Nga ở Ukraine sẽ càng bị các nước láng giềng của Ukraine coi là hành động khiêu khích và không thể chấp nhận được. Cũng như với một số nước, đó còn là mối đe dọa đối với an ninh của chính họ. Trước sự dịch chuyển này, trật tự ở châu Âu sẽ phải được nhìn nhận chủ yếu ở mặt trận quân sự, bởi Nga có sức mạnh quân sự lớn hơn sức mạnh kinh tế, nên trật tự này sẽ nằm trong mối quan tâm của Điện Kremlin. Trong trường hợp Nga giành chiến thắng ở Ukraine, vị thế của Đức ở châu Âu sẽ bị thách thức nghiêm trọng. Đức là một cường quốc quân sự với bản sắc chính trị thời hậu chiến là từ chối tham chiến. Các quốc gia bao quanh nước này, đặc biệt là ở phía đông với Ba Lan và các nước vùng Baltic, có nguy cơ bị trở nên bất ổn. Anh và Pháp sẽ giữ vai trò hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề châu Âu nhờ lực lượng quân sự tương đối mạnh và truyền thông can thiệp quân sự. Tuy nhiên, nhân tố quan trọng ở châu Âu vẫn là Mỹ. NATO cũng như các quốc gia đang lo lắng và hoang mang ở phía đông châu vẫn sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ. Các quốc gia thành viên phía đông của EU bao gồm Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Romania nhiều khả năng sẽ duy trì một số lượng đáng kể quân đội NATO đồn trú trên lãnh thổ của họ. Yêu cầu gia nhập NATO và yêu cầu được nhận cam kết theo điều 5 hiến chương NATO từ Phần Lan và Thụy Điển sẽ không thể bị từ chối. Ở Ukraine, các nước EU và NATO sẽ không bao giờ công nhận một chế độ mới thân Nga do Moscow gây dựng. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với vấn đề tương tự như với Belarus, đó là thực hiện các biện pháp trừng phạt mà không trừng phạt người dân và hỗ trợ những người có nhu cầu mà không tiếp cận với họ. Một số thành viên NATO sẽ thúc đẩy một cuộc nổi dậy ở Ukraine, trong khi Nga sẽ phản ứng bằng cách đe dọa các thành viên NATO. Tình cảnh khó khăn của Ukraine sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng, dòng người tị nạn sẽ chạy trốn theo nhiều hướng, có thể lên tới hàng triệu người. Những thành phần trong quân đội Ukraine không trực tiếp bị đánh bại sẽ tiếp tục chiến đấu, tương tự như cuộc chiến tranh giữa các phe phái vốn xé nát toàn bộ khu vực này ở châu Âu trong và sau Thế chiến thứ hai. Với Mỹ, chiến thắng của Nga sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến chiến lược lớn của nước này ở châu Âu, châu Á và Trung Đông. Đầu tiên, thành công của Nga ở Ukraine sẽ khiến Washington phải chuyển hướng sang châu Âu. Điều 5 hiến chương NATO sẽ không được phép mơ hồ, chỉ có cam kết mạnh mẽ đến Mỹ với an ninh châu Âu mới có thể ngăn cản Nga chia rẽ các nước châu Âu. Hiện điều này khó có thể đạt được do những ưu tiên cạnh tranh lẫn nhau, đặc biệt những ưu tiên này bất đồng với những ưu tiên của Mỹ trong bối cảnh quan hệ ngày càng xấu đi với Trung Quốc. Nếu Nga áp đảo Ukraine, Mỹ sẽ phải triển khai một phần lớn lực lượng mặt đất của mình tới Đông Âu. Hơn nữa, Mỹ có thể sẽ phải lựa chọn duy trì hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương hoặc triển khai ở châu Âu để hỗ trợ đồng minh trước bất cứ động thái nào của Nga. Một hậu quả cay đắng hơn nếu Ukraine thất bại là Nga và Mỹ sẽ đối đầu với nhau gay gắt ở châu Âu. Tuy nhiên, hai nước sẽ là hai kẻ thù không thể có những hành động thù địch vượt quá ngưỡng nhất định, bất chấp những khác biệt về thế giới quan, ý thức hệ đối lập. Hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới sẽ phải kiểm soát sự giận dữ của mình. Công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của thảm họa động đất đầu năm 2024 tại Nhật Bản vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tính đến 11 giờ ngày 3 tháng 1 theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất ở tỉnh Ishikawa là 64 người, trong đó có 31 người ở thành phố Wajima, 22 người ở thành phố Suzu, 5 người ở thành phố Nanao, 2 người ở thị trấn Anamizu, 2 người ở thị trấn Noto và 1 người ở thành phố Hakui, 1 người ở thị trấn Shika. Số nạn nhân thiệt mạng có thể sẽ còn tăng do vẫn chưa xác nhận được thương vong trong các vụ sập nhà tại thành phố Wajima, thành phố Suzu và thị trấn Noto. Dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập. Trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra ngày 1 tháng 1 cùng hơn 200 dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn về cấu trúc đô thị tại tỉnh Ishikawa và nhiều khu vực lân cận. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã chính thức đặt tên cho loạt trận động đất với độ lớn này là trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024. Các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành, song gặp không ít khó khăn do tình trạng đổ nát tại hiện trường, cũng như nhiều tuyến đường bị phong tỏa dẫn đến khó tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản dự kiến sử dụng trực thăng để vận chuyển hàng tiếp tế đến các khu vực bị cô lập. Trước đó, hơn 4 giờ chiều ngày 1 tháng 1, 10 phút sau khi khắp vùng ven biển rộng lớn rung chuyển vì động đất, một cơn sóng cao 1,2 mét đã tấn công thành phố Wajima ở Ishikawa. Cùng lúc đó, các đám cháy bùng lớn lên, nhấn chìm vô số ngôi nhà trong khu vực. Người dân buộc phải di rời trong bóng tối vì mất điện. Ngoài ra, những con sóng cao từ 0,4 đến 1 mét cũng ập vào một số địa phương ven biển phía Tây Nhật Bản và nước láng giềng Hàn Quốc. Trong vòng 2 giờ sau trận động đất lớn gần bán đảo Noto, đài truyền hình NHK kêu gọi người dân di rời đến vùng đất cao hơn hoặc lên đỉnh các tòa nhà gần đó càng nhanh càng tốt. Khắp 9 tỉnh, gần 100.000 người dân đã được sơ tán và ngủ qua đêm tại các phòng thể thao và nhà thi đấu của trường học, thường đóng vai trò là trung tâm sơ tán trong trường hợp khẩn cấp ở Nhật Bản. Những nơi này được xây dựng kèm theo một nhà kho thiên tai chứa nguồn cung cấp thực phẩm và những thứ cần thiết khác để hỗ trợ cuộc sống trong khoảng thời gian ngắn. Theo đánh giá được Hội đồng các chuyên gia của chính phủ Nhật Bản công bố ngày 2 tháng 1, vết đứt gãy địa chất do trận động đất này gây ra có thể kéo dài khoảng 150 km dưới bán đảo Noto và các hoạt động địa chấn liên quan có thể sẽ tiếp tục trong thời gian này. Người dân ở các khu vực ven biển được yêu cầu không trở về nhà, mặc dù cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Tại thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa, thị trưởng Masuhiro Izumiya cho biết tình hình thật tàn khốc vì khoảng 90% ngôi nhà tại Suzu đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn. Sau trận động đất, một đám cháy lớn đã bùng phát tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, khiến một khu chợ bị thiêu rụi. Các quan chức tỉnh Ishikawa cho biết đám cháy đã khiến hơn 200 công trình kiến trúc ở khu vực trung tâm Wajima bị hư hại. Trận động đất cũng gây hư hại công trình ở các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh hơn nữa công tác cứu hộ với ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng của người dân. Phát biểu tại họp báo ở trụ sở ứng phó thiên tai khẩn cấp, Thủ tướng Kishida nêu rõ chính phủ đã quyết định tăng gấp đôi số lượng nhân viên của lực lượng phòng vệ từ 1.000 người lên 2.000 người để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình cứu hộ. Ông Kishida nhấn mạnh các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để triển khai cứu hộ cứu nạn với ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân, bao gồm những người còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát. Đối với những gia đình buộc phải sơ tán ở các cơ sở tập trung, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản cũng chỉ đạo các chính quyền địa phương nỗ lực hết sức để cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết và từng bước khôi phục các cơ sở hạ tầng quan trọng, nhất là giao thông. Trong sáng ngày 3 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo kế hoạch điều động thêm 22 máy bay và 8 tàu tới khu vực xảy ra động đất để đánh giá thiệt hại và đẩy mạnh công tác cứu hộ cứu nạn. Tính đến sáng ngày 3 tháng 1, lực lượng phòng vệ trên không đã phối hợp với lực lượng cứu hộ tại chỗ giải cứu được 50 nạn nhân mắc kẹt, trong khi tàu khu trục Setogiri của lực lượng phòng vệ trên biển cũng tham gia vận chuyển các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại khu vực xảy ra thảm họa do nhiều tuyến đường bộ và đường sắt vẫn bị phong tỏa. Lực lượng phòng vệ mặt đất đồn trú tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa cũng hỗ trợ việc cung cấp nước ở những cơ sở cứu nạn tập trung và tiếp nhận khoảng 1.000 người đến sơ tán tại các doanh trại của đơn vị. Khi người dân Nhật Bản đang chào đón ngày đầu năm mới 2024, thì một trận động đất mạnh nhất trong nhiều năm bất ngờ tấn công nước này, cướp đi hàng chục sinh mạng và gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Một điều rất đáng lo ngại khi các trận động đất diễn ra ở Nhật Bản là hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Theo đài NHK, hệ thống cung cấp điện cho nhà máy hạt nhân Shika ở tỉnh Ishikawa không thể sử dụng được một phần. Trong bản tin phát đi vào tối 2 tháng 1, đài NHK dẫn lời đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Shika ở tỉnh Ishikawa cho biết, hệ thống cung cấp điện từ các nguồn bên ngoài cho cơ sở này vẫn không thể sử dụng được một phần. Nguyên nhân là do đường ống của hai máy biến thế dùng để nhận diện từ bên ngoài của hai lò phản ứng đã bị hư hỏng do trận động đất, khiến nhiều dầu cách nhiệt và làm mát bị rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, điện vẫn tiếp tục được cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Shika thông qua các phương tiện khác và nguồn điện dành cho các thiết bị an toàn quan trọng vẫn được đảm bảo. Với các máy phát điện diesel khẩn cấp, theo đơn vị vận hành, chúng có đủ nhiên liệu để hoạt động trong 7 ngày. Đài NHK cho biết thêm, một hôm sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở tỉnh Ishikawa, công ty điện lực Hokuriku đã tổ chức họp báo, nói rằng cả hai lò phản ứng số 1 và số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Shika ở thị trấn Shika đã ngừng hoạt động từ lâu trước khi xảy ra trận động đất. Đã 2 ngày trôi qua, cơ quan chức năng nước này vẫn đang liên tục nhận được báo cáo về thông tin thiệt hại về người và tài sản. Tính đến tối 2 tháng 1, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 57 người. Theo hãng tin Kyodo, Wajima là thành phố chịu thiệt hại nhất về người, 24 người thiệt mạng. Tiếp sau là Suzu 20 người và Nanao 5 người. Dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập do động đất. Ngoài việc san phẳng hàng chục nhà cửa khiến nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát, trận động đất cũng làm bùng phát các đám cháy tại trung tâm thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa suốt nhiều giờ liền, phá hủy hơn 200 công trình kiến trúc ở thành phố này. Đến ngày 2 tháng 1, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Hoạt động giao thông cũng bị gián đoạn nghiêm trọng do đường xá hư hại và mối đe dọa từ các dư chấn. Hệ thống đường sắt cao tốc Sinkansen đã phải tạm ngưng hoạt động và nhiều chuyến bay trong khu vực cũng bị hủy. Đài NHK dẫn thông tin từ các quan chức ngành đường sắt Nhật cho biết gần 1.400 hành khách bị kẹt bên trong các chuyến tàu cao tốc vào thời điểm xảy ra động đất. Trận động đất lớn xảy ra tại bán đảo Noto không chỉ gây ra thiệt hại lớn về con người và cơ sở hạ tầng mà đang ảnh hưởng lớn đến dịch vụ bán lẻ và vận hành ở nhiều địa phương lân cận. Điều này tiếp tục gây khó khăn cho công tác hỗ trợ người dân cũng như duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh ở đây khi kỳ nghỉ năm mới kết thúc vào ngày 3 tháng 1. Tại Tokyo, tính đến chiều ngày 2 tháng 1 theo giờ địa phương, số lượng các cửa hàng tiện ích thuộc chuỗi Family Mart buộc phải dừng hoạt động ở các tỉnh Ishikawa, Toyama, Fukui và Niigata đã giảm từ 160 cửa hàng vào sáng 2 tháng 1 xuống còn 56 cửa hàng. Trong khi đó, chuỗi cửa hàng 7-Eleven cũng xác nhận buộc phải đóng cửa 20 cửa hàng và chuỗi cửa hàng Lawson là 14 cửa hàng ở các địa phương này. Đây đều là những cửa hàng gần khu vực bị thiệt hại nặng nề của trận động đất nên dự báo người dân ở khu vực này vẫn còn rất khó khăn trong việc tiếp cận các nhu yếu phẩm cần thiết. Cũng do ảnh hưởng của trận động đất, tính đến chiều ngày 2 tháng 1, dịch vụ vận chuyển Yamato đã phải đóng cửa tạm thời việc tiếp nhận vận chuyển đến và đi của toàn bộ tỉnh Ishikawa và một số khu vực thuộc tỉnh Toyama. Theo đại diện của công ty Yamato, ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo an toàn cho nhân viên giao hàng và hiện chưa có thời gian cụ thể mở lại dịch vụ này. Cùng với đó, do mạng lưới giao thông bị ảnh hưởng cả đường sắt, đường bộ và đường không, nên các gói hàng đã nhận trước đó đến và đi từ các tỉnh Hokkaido, Niigata, Toyama và Fukui đã bị lùi lại thời gian giao hàng so với dự tính. Còn hãng vận chuyển Sagawa Express cũng tạm dừng dịch vụ vận chuyển đến và đi ở một số khu vực thuộc tỉnh Ishikawa như thành phố Nanao, thành phố Wajima và thành phố Hakui. Hoạt động kinh doanh và sản xuất ở các địa phương cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Nhà máy sản xuất thép không rỉ của tập đoàn Nippon Steel, nhà máy sản xuất chất bán dẫn Kaga Toshiba đã phải dừng sản xuất để kiểm tra độ an toàn và chưa ấn định ngày hoạt động trở lại. Hiện tại, nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất vốn tạm nghỉ trong dịp Tết Dương lịch, nhưng có thể khó hoạt động bình thường trở lại. Theo kế hoạch là từ ngày 4 tháng 1, do giao thông ở một số khu vực vẫn bị gián đoạn và nhiều nhân viên là người địa phương chưa thể ổn định chỗ ở do ảnh hưởng của trận động đất. Chính phủ Nhật Bản đã điều động lực lượng tìm kiếm và cứu nạn gồm 3.000 người là cảnh sát, quân nhân và lính cứu hỏa từ khắp cả nước đến khu vực động đất. Phát biểu tại một cuộc họp khẩn, Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh công tác tìm kiếm và cứu nạn tại những khu vực động đất là cuộc đua với thời gian. Ông cho biết đội cứu hộ cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận khu vực hứng chịu động đất. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết nhà chức trách đã nhận được khoảng 900 cuộc gọi khẩn cấp sau trận động đất. Theo truyền thông địa phương, có 16 tỉnh thành ở vùng Noto hoàn toàn mất nước sinh hoạt. Hiện khoảng 1.000 thành viên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Chia sẻ với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, tính đến 11 giờ ngày 2 tháng 1 theo giờ địa phương, cơ quan chức năng Nhật Bản đã hỗ trợ sơ tán 57.360 người tại 955 địa điểm tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của trận động đất là Ishikawa và Niigata. Các quốc gia khác đã có phản ứng sau khi xảy ra động đất ở Nhật Bản. Với Việt Nam, ngay sau khi xảy ra động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản chiều ngày 1 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng của trận động đất. Đến 21 giờ ngày 1 tháng 1 theo giờ địa phương, Đại sứ quán chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người Việt do động đất. Hiện nhóm công tác đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để tìm hiểu thông tin về tình hình người Việt tại các khu vực đó, đồng thời sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân cho người Việt trong trường hợp cần thiết. Với Nga, theo hãng tin TASS, ngày 1 tháng 1, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban bố cảnh báo sóng thần tại bờ biển đảo Sakhalin và ở eo biển Tata thuộc Khabarovsk sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra trước đó cùng ngày tại Nhật Bản. Chính quyền thành phố Vladivostok cũng đưa ra cảnh báo sóng thần. Giới chức Nhật Bản cho biết, nước này đã trải qua 155 trận động đất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, trong đó mạnh nhất là 7,6 độ ở tỉnh Ishikawa. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết, phần lớn trong số 155 trận động đất có cường độ trên 3 độ, sức mạnh của địa chấn đã giảm dần nhưng vẫn còn ít nhất 6 trận rung lắc mạnh được ghi nhận trong sáng mùng 2 tháng 1, nguy cơ lở đất và sập nhà ở, những khu vực rung lắc mạnh vẫn ở mức cao. GMA đã gỡ bỏ toàn bộ cảnh báo sóng thần do nhận định không còn đợt sóng lớn nào, nhưng cảnh báo người dân cẩn trọng khi làm việc ở khu vực ven biển và ngoài khơi do mực thủy triều có thể thay đổi nhẹ. Trong vài ngày tới, quan chức GMA nói rằng vẫn cần cảnh giác với sóng thần nếu xuất hiện động đất lớn ở đáy biển. Thông báo trên được đưa ra giữa lúc lực lượng cứu hộ Nhật Bản vẫn chật vật tìm cách tiếp cận những đợt chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất 7,6 độ tại tỉnh Ishikawa vào chiều 1 tháng 1. Theo cập nhật mới nhất từ Sở Cảnh sát tỉnh Ishikawa, ít nhất 8 người đã thiệt mạng. Giới chức các địa phương cũng ghi nhận nhiều người bị thương và nhà cửa sập đổ tại 5 tỉnh, gồm Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama và Gifu. 1.000 binh sĩ lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã được điều động đến đảo Noto, khu vực thiệt hại nặng nhất do động đất. Nhiều tuyến đường chủ chốt đã sạt lở hoặc bị đất đá chắn ngang. một sân bay tại khu vực cũng ngừng hoạt động do nứt đường băng. Hàng loạt chuyến tàu và chuyến bay qua khu vực cũng bị đình chỉ. Ở khu vực Suzu gần đó, một số bác sĩ không thể đến được bệnh viện nên đang phải dùng máy phát điện dự phòng. Tại một cuộc họp khẩn của chính phủ về thảm họa được phát sóng trên truyền hình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, việc tìm kiếm giải cứu người chịu ảnh hưởng của động đất là một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta phải cứu họ càng nhanh càng tốt, đặc biệt là những người bị mắc kẹt giữa các công trình đổ sập. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc KMA thông báo đã ghi nhận các đợt sóng thần nhỏ ở nhiều nơi trên biển phía đông nước này sau trận động đất lớn ngoài khơi bờ biển phía Tây Nhật Bản. Theo KMA, trận động đất có độ lớn 7,6 độ xảy ra ngày 1 tháng 1 ở tỉnh Ishikawa và các khu vực lân cận của Nhật Bản đã gây ra sóng thần nhỏ ở vùng biển ngoài khơi phía đông tỉnh Gangwon, Hàn Quốc vào tối cùng ngày. KMA cho biết, một con sóng ngoài khơi thành phố ven biển phía đông Gangneung đạt 20 cm lúc 18 giờ 1 phút giờ địa phương, tương đương 9 giờ 1 phút giờ GMT, trong khi một con sóng đánh vào một thị trấn ven biển khác của thành phố Đông He đo được là 45 cm vào lúc 18 giờ 5 phút, tương đương 9 giờ 5 phút GMT. Ngoài ra, đến 20 giờ 11 giờ GMT, một đợt sóng cao 67 cm đã ập vào khu vực Muko, một quận ở Đông He. Trước đó cùng ngày, KMA đã ước tính rằng chiều cao thẳng đứng tối đa của sóng thần trong khu vực sẽ ở mức dưới 50 cm. Mức độ sẽ đưa ra cảnh báo sóng thần. KMA cũng cho biết, ngay cả những con sóng cao từ 20 đến 30 cm vẫn có thể gây thiệt hại. KMA lưu ý rằng, độ cao của sóng thần có thể tăng lên mức nguy hiểm hơn tùy thuộc vào mức độ lên xuống của thủy triều, và sóng thần có thể ảnh hưởng đến tỉnh Gangwon trong hơn 24 giờ. Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết, tính đến tối ngày 1 tháng 1, không có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại tài sản từ các khu vực ven biển phía đông của tỉnh Gangwon và Gyeongsang Bắc. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, hơn 20 trận động đất mạnh đã tấn công khu vực rộng lớn trên bờ biển miền Trung Nhật Bản vào chiều 1 tháng 1 năm 2024. Trong số này, trận động đất lớn nhất xảy ra vào lúc 16 giờ 10 phút chiều giờ địa phương, có độ sâu chấn tiêu nông đạt mức 7 cao nhất trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản tại bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản. JMA đã chính thức đặt tên cho trận động đất này là trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024. Bán đảo Noto giáp biển Nhật Bản về hướng Bắc. Các ngành công nghiệp chính của khu vực này là nông nghiệp, thủy sản và du lịch. Bán đảo Noto cũng là nơi thường xuyên xảy ra động đất. Tính đến 17 giờ chiều ngày 1 tháng 1 giờ địa phương, bán đảo Noto ghi nhận 7 cơn địa chấn có dư chấn mạnh 7 độ Richter, trong khi toàn nước Nhật ghi nhận 11 dư chấn. Đáng chú ý, trận động đất còn kéo theo sóng thần. Đài NHK của Nhật Bản cho biết, sóng thần cao 1,2 m đã xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa vào lúc 4 giờ 21 phút chiều cùng ngày. Còn vùng biển thuộc thành phố Toyama ở tỉnh Toyama cũng ghi nhận sóng thần cao 80 cm vào lúc 4 giờ 35 phút. Công ty điện lực Tokyo, TEPCO, thông báo một trận sóng thần cao 0,4 m đã xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, Kashiwazaki Kariwa ở tỉnh Niigata của Nhật Bản. Còn trong các video phát trên nền tảng xã hội X, sau đó, các nhân chứng đã ghi lại cảnh sóng thần ập vào bờ biển Nhật Bản, bao gồm bờ biển thuộc thành phố Duyên Hải Joestsu thuộc tỉnh Niigata. Theo cơ quan khí tượng Nhật, người vướng cơn sóng thần cao hơn 1 m được coi là rất có thể không đứng vững và có khả năng tử vong. Cảnh báo sóng thần lớn được đưa ra cho khu vực bán đảo Noto là cảnh báo cấp cao nhất trong số 3 cảnh báo và tương đương với cảnh báo được đưa ra sau trận động đất tháng 3 năm 2011 ở vùng Tohoku. Chính quyền địa phương ban đầu cảnh báo nguy cơ sóng thần và đề nghị người dân sơ tán. Tuy nhiên, cảnh báo được rút lại sau đó. Chánh văn phòng nội các Hayashi Yoshimasa cho biết, ông đã nhận được thông tin rằng có 6 người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập hoặc do các nguyên nhân khác do trận động đất gây ra. Giới chức thành phố Wajima xác nhận có 6 người dân bị vùi lấp trong đống đổ nát do nhà sập sau trận động đất tại thành phố Shichika, tỉnh Niigata. Một cụ bà 80 tuổi bị thương ở đầu do ngã trong quá trình sơ tán. Tại tỉnh Fukui, 2 người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị ngã hoặc bị vật rơi trúng người. Tại tỉnh Ishikawa, ghi nhận 2 trường hợp nhồi máu cơ tim ở thành phố Nanao. Rạng sáng ngày 2 tháng 1 giờ địa phương, chính quyền địa phương xác nhận có 4 người đã thiệt mạng ở tỉnh Ishikawa sau trận động đất trên. Ngoài ra, theo hãng tin Kyodo, hơn 51.000 người ở tỉnh miền Trung Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp sau loạt trận động đất tại đây, trong đó có trận mạnh tới 7,6 độ Richter. Chánh văn phòng nội các Hayashi Yoshimasa cho biết có 33.000 hộ gia đình đã bị mất điện và dịch vụ liên lạc qua điện thoại di động đã bị gián đoạn ở hai tỉnh Ishikawa và Niigata. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy biến áp ở nhà máy điện hạt nhân Shika nhưng đã được dập tắt và không ảnh hưởng đến nhà máy. Theo ông Yoshimasa, không có điều bất thường nào được xác nhận tại bất kỳ cơ sở hạt nhân nào. Ngoài ra, các nhà chức trách Nhật Bản cho biết nhiều con đường và nhà cửa ở tỉnh Ishikawa đã bị hư hại sau trận động đất. Nhiều ngôi nhà ở vùng Noto và thành phố Hakui thuộc tỉnh Ishikawa bị sập. Hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại một số địa điểm trong thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa là tâm chấn của trận động đất. Hãng tin NHK đăng tải một đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy khoảnh khắc động đất mạnh 7,6 độ vào chiều 1 tháng 1 khiến thành phố Suzu, tỉnh Ishikawa rung chuyển dữ dội. Một số nhà cửa đã đổ sập xuống, bụi bốc lên mù mịt. Tại thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa, hơn 100 ngôi nhà và cửa hàng bị cháy do ảnh hưởng của trận động đất. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật cho biết không có bất thường nào được xác nhận tại các nhà máy điện hạt nhân dọc biển Nhật Bản, bao gồm 5 lò phản ứng đang hoạt động tại các nhà máy Ohi và Takahama của Kansai Electric Power ở tỉnh Fukui. Cơ quan này cho biết nhà máy Shika của Hokuriku ở tỉnh Ishikawa, nơi gần tâm chấn nhất của trận động đất, đã tạm dừng 2 lò phản ứng trước trận động đất để kiểm tra thường xuyên và không thấy trận động đất gây ảnh hưởng gì. Công ty điện lực Hokuriku Electronic Power ở tỉnh Ishikawa cho biết đang kiểm tra phòng ngừa sự cố tại các nhà máy điện hạt nhân. Nhà điều hành nhà máy hạt nhân TEPCO cũng cho biết đang kiểm tra xem liệu trận động đất có ảnh hưởng gì đến các cơ sở của họ trong khu vực hay không. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản JR East cho biết dịch vụ tàu cao tốc trên các tuyến Tohoku, Joetsu và Hokuriku đã bị đình chỉ. Sau trận động đất, chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng ứng phó khẩn cấp tại văn phòng thủ tướng ở thủ đô Tokyo. Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến văn phòng vào lúc 5 giờ 15 phút chiều giờ địa phương để đánh giá thiệt hại và chỉ đạo phản ứng của chính phủ. Ông Kishida kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng sơ tán ngay lập tức và cần cảnh giác để phòng những trận động đất tiếp theo có thể xảy ra. Thống đốc tỉnh Ishikawa Horishi Hase đã yêu cầu lực lượng phòng vệ cử các nhân viên tham gia lực lượng cứu trợ thảm họa. Về phần mình, JMA đã phát cảnh báo sóng thần đối với một vùng bờ biển phía Tây rộng lớn, bao gồm các tỉnh Ishikawa, Fukui, Niigata, Toyama, Yamagata và một số tỉnh khác sau các trận động đất mạnh, bao gồm cả cảnh báo sóng thần lớn được ban bố cho tỉnh Ishikawa. Đây là lần đầu tiên cảnh báo sóng thần lớn được ban bố kể từ trận động đất năm 2011 ở Đông Bắc Nhật Bản. JMA và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii, Mỹ cảnh báo sóng thần nguy hiểm có thể cao tới 5 mét trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn dọc theo bờ biển Nhật Bản. Các doanh nghiệp cũng lập tức áp dụng biện pháp đối phó. Hãng hàng không Nippon Airways thông báo tổng cộng 16 chuyến bay khởi hành và đến các sân bay Sonai, Niigata, Noto và Komatsu trong ngày bị hủy do động đất, ảnh hưởng đến khoảng 1.450 người. Trong khi đó, Japan Airlines cũng hủy tổng cộng 9 chuyến bay khởi hành đến các sân bay Niigata, Komatsu. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã đình chỉ tất cả các dịch vụ tàu cao tốc tuyến Joetsu và Hokuriku tại tỉnh Ishikawa. Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản, chiều 1 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thành lập nhóm công tác để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương bị ảnh hưởng của trận động đất. Đến 21 giờ ngày 1 tháng 1 giờ địa phương, Đại sứ quán chưa nhận được báo cáo về thương vong của người Việt do động đất. Hiện nhóm công tác đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để tìm hiểu thông tin về tình hình người Việt tại các khu vực đó, đồng thời sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân cho người Việt trong trường hợp cần thiết. Theo hãng tin TASS, ngày 1 tháng 1, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban bố cảnh báo sóng thần tại bờ biển đảo Sakhalin và ở eo biển Tatar thuộc Khabarovsk sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra trước đó cùng ngày tại Nhật Bản. Chính quyền thành phố Vladivostok cũng đưa ra cảnh báo sóng thần. Ngày 1 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho Nhật Bản sau khi quốc gia Đông Bắc Á hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,6 trước đó cùng ngày. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh là những đồng minh thân cận, hai nước chia sẻ mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, đoàn kết nhân dân. Tổng thống Biden bày tỏ, tâm trí của chúng tôi hướng về người dân Nhật Bản trong thời điểm khó khăn này. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, Hawaii, Mỹ cảnh báo khả năng có các đợt sóng thần nguy hiểm trong phạm vi 300 km tính từ tâm chấn dọc theo bờ biển Nhật Bản. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.